Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị 5 con bếp ga mặt men giá rẻ. Thì hôm nay cũng nhân tiện là cái kênh YouTube của em nó đạt được 505 lượt đăng ký đầu tiên trong vòng 10 tháng qua. Thì tính đến hôm nay thì kênh YouTube em đã hoạt động 10 tháng. Còn 7 ngày nữa là nó đã đạt 10 tháng. Thì nó đã đạt được là 505 được đăng ký. Thì trong đó cũng có một phần đóng góp của tất cả các cô, các chú, các anh, các chị, bạn bè trên mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng cũng ủng hộ đăng ký kênh YouTube cũng như là mua sắm bên kênh YouTube Bếp Ga Nhật Nội Địa Tâm Phát. Thì nhân tiện hôm nay kênh YouTube của em nó đã đạt được 505 lượt đăng ký đầu tiên, thì em sẽ bán 5 cái bếp ga mặt men cho cô chú anh chị với cái giá là đồng giá 5 cái, gồm là 2 cái bếp nút nhấn và 3 bếp nút vặn ngang, đồng giá là mỗi một cái là em bán là 1.800.000, bao ship cho cô chú anh chị, tặng pin và gắn lưới chống chuột cho cô chú anh chị. Thì mỗi con bếp này thì em sẽ bán giá thấp hơn giá em nhập vào. Như con này là em nhập 1.950.000 nè. Bây giờ em đã bán cho cô chú anh chị nhân tiện cái kênh YouTube em đạt được 505 lượt đăng ký là 1.800.000. Chỉ con số 1. Số 1 là con Rinnai nút nhấn. Con này nó có nút full 3 giây nè, hỗ trợ cho cô chú anh chị chiên rán đồ khô. Đây học để pin. Nút nhấn. Có chế độ phát trẻ em. Đây cũng vậy. Này nó phá hai bếp luôn. Đây là khay nướng và hộc nướng. Thì khay nướng nó thì bằng men, dĩ nướng nó bằng inox. Thì con số 1 này là cái con bếp mặt men. Này men giả đá. Còn rất là đẹp. Thì nó cũng có sensor cảm biến nhiệt đáy nồi khi đun nấu, cạn đáy, tự động ngắt ga và khóa ga. Và cảm biến lửa gió thổi tắt cũng tự động ngắt ga và khóa ga. Thì bếp này được sản xuất là tháng 2 2012. Số series là 4122. Giá 1.800.000 cho cô chú anh chị. Chỉ có trong video hôm nay thôi nha cô chú anh chị. 5 cái. Rồi qua con số 2. Con số 2 là cái con Rinnai luôn nè. Nút nhấn. Có khóa trẻ em. Thì con này trước là bán 2.000.000 không nè. Mấy con nút nhấn này trước em bán 2.000.000 không à. Hiện nay em bán đồng giá cho cô chú anh chị nhân tiện cái YouTube của em nó đạt được 505 lượt đăng ký. Này cũng có nút full 3 giây nè. Lò nướng một tầng lửa. Này thì khay nướng bằng inox, dĩ nướng bằng inox. Lò nướng một tầng lửa. Bếp này là mặt men, này là màu đen nè. Thì đồng giá mỗi con là 1.800.000, bao ship cho cô chú anh chị, tặng pin và gắn lưới. Thì con này được sản xuất là tháng 7 2012. Nút nhấn. Hai con nút nhấn. Con này là con số 2. Rồi qua con số 3 là con nút vặn. Đi này luôn. Màu đen đó. Trước bán 2.000.000 có 2.500.000 luôn nè. Đây con số 3 nè. Nút vặn ngang. Có cái màu xám trắng á. Cây nướng thì bằng men mà dĩ nướng bằng inox. Thì con này được sản xuất là tháng 3 2014. Số 3 2014. Giá 1.800.000.
bao ship cho cô chú anh chị tận biên gắn lưới. Chỉ có trong video hôm nay thôi nha cô chú anh chị, 5 con. Rồi qua con thứ tư. Con thứ tư cũng là đi nay nút vận để pin. Bán giá 2,3 triệu nè. Nè bán đồng giá cho cô chú anh chị 1,8 triệu bao ship. Nhân tiện kênh YouTube được 505 lượt đăng ký đầu tiên trong vòng 10 tháng. Cái này thì khay mấy khay nướng bằng men mà chỉ nướng bằng inox. Con này màu đen. Số 4. Con này được sản xuất là tháng 8 2015. Rồi qua con thứ năm. Con thứ năm cũng đi nay luôn, nút vận ngang. 2,2 triệu nè, bỏ đi. Số 5. Giá là 1,8 triệu luôn nha cô chú anh chị. Này là khay bằng men nhĩ nướng bằng inox, lò nướng một tầng lửa. Cái con số 5 thì được sản xuất là tháng 10 2013. Rồi tất cả 5 con bếp này em bán đồng giá cho cô chú anh chị 1,8 triệu bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột cho cô chú anh chị. Bếp mặt men, lò nướng một tầng lửa, nút vặn và nút nhấn. Rồi cô chú anh chị mua bếp nào thì cứ nói số đi, rồi em sẽ gửi cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị điện thoại hoặc là nhắn tin cho em qua số điện thoại 0938 349 349. Em xin chào và hẹn gặp lại.